Chào các bạn tin nhanh 24/7. Yamaha EZF-R6 2017 ra mắt với thiết kế hầm hố và dễ dàng hơn. Về phần đầu xe, Yamaha EZF-R6 thế hệ mới được thiết kế lấy cảm hứng từ đàn anh R1. Trong khi đó, hốc chính giữa lại gợi nhớ liên tưởng đến siêu mô tô M1 trong giải MotoGP. Hãng Yamaha đã chính thức vén màn xe thế hệ mới của mẫu mô tô tầm trung EZF-R6. Bước sang thế hệ mới, mẫu mô tô 600 cc này là thành công nhất của nhà Yamaha và được bổ sung thiết kế khác biệt và hàng loạt công nghệ hiện đại hơn. Đầu tiên phải kể đến thiết kế khí động học của chiếc Yamaha EZF-R6 2017, giúp giảm tới 8% lực cản không khí. Còn về phần đầu xe, được thiết kế lấy cảm hứng từ đàn anh R1. Trong khi đó, hốc gió nằm chính giữa xe lại tương tự như siêu mô tô Yamaha M1 trong giải MotoGP. Hai bên hốc gió là cặp đèn pha LED với thiết kế thanh mảnh và dữ dằn, như đang lượng người đứng đối diện. Ngoài ra, hãng Yamaha còn dùng công nghệ LED cho đèn xi nhan tích hợp trên vỏ, gương ngoại thất và đèn hậu của EZF-R6 thế mới. Tiếp đến là bình xăng được làm bằng nhôm thiết kế khác biệt. Hãng Yamaha khẳng định bình xăng của EZF-R6 2017 nhẹ hơn 1,2 kg so với đời trước. Trong khi đó, trọng lượng tổng thể của chiếc xe dừng ở mức 190 kg. Chưa hết, chiếc EZF-R6 2007 còn trang bị yên cho người lái và khung phụ ở phía trước hoàn toàn mới. Được làm từ mai nhê đúc rắn chắc và nhẹ, khung trường phụ ở phía trước của Yamaha EZF-R6 2007 hẹp hơn 20mm so với trước, cho phép người lái ngồi sát với bình xăng hơn, nhằm giảm lực cản không khí cũng như dễ đặt chân xuống đất. Chiều cao yên xe vẫn như cũ, 850mm. Bên dưới và phần đuôi ống xả như súng thần công ở triều đại Tudor của nước Anh ngày xưa. Tiếp đến là đồng hồ đo vòng tua máy dạng analog truyền thống và công tơ mét dạng kỹ thuật số với màn hình đa chức năng, hiển thị hệ thống kiểm soát lực bấm đường cũng như chống bó cứng ABS. Điểm cuối cùng phải cần kể nói là chiếc Yamaha EZF-R6 2017 là tem màu trắng gần như nằm ngang trên dàn áo, nổi bật trên nền xanh dương blue. Kiểu tem này không hề có ở những phiên bản màu trắng, bạc nhám và đen nhám của chiếc xe. Trái tim của Yamaha EZF-R6 2007 vẫn là khối động cơ 4 xi lanh thẳng hàng, 16 van, dung tích 599cc, tỷ số nén 13.1:1. Hiện hãng Yamaha chưa công bố thông số vận hành cụ thể của động cơ, chỉ biết động cơ kết hợp hộp số 6 cấp và hệ thống sang số nhanh tiêu chuẩn của châu Âu và tùy chọn ở Mỹ. Về phần công nghệ, Yamaha EZF-R6 2007 làm người ta hâm mộ với hệ thống kiểm soát lực bấm đường 6 cấp độ. Bên cạnh đó là hệ thống DMOS cho người điều khiển tùy chọn 3 chế độ lái, bao gồm tiêu chuẩn A và B. Tất nhiên không thể thiếu hệ thống chống bó cứng ABS. Lực hãm của xe bắt nguồn từ phanh đĩa kép ở phía trước 320mm, tăng thêm 10mm so với hệ trước. Và hơn nữa là phục cây wide space 43mm được tùy chỉnh thay thế loại 41mm ở cũ. Đằng sau cũng xuất hiện giảm sóc cây wide space tùy chọn. Dự kiến Yamaha EZF-R6 2007 sẽ chính thức xuất hiện ở các showroom vào tháng 4 năm sau. Hiện giá bán của xe chưa được công bố. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này. Hẹn gặp lại ở clip kế tiếp. Nhớ like hoặc share và nhớ subscribe.